Xin chào các bạn. Hôm nay mời các bạn hãy cùng chúng tôi bước chân vào phòng thủ thuật tại tầng 10, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc để cùng theo dõi một ca đốt sóng cao tần điều trị khối u lành tuyến giáp. Bệnh nhân ngày hôm nay là nữ 55 tuổi, đã đi thăm khám nhiều nơi và được chỉ định mổ cắt thùy tuyến giáp để loại bỏ u, nhưng vì nỗi ám ảnh sợ đau và vấn đề tuổi tác nên bác vẫn chần chừ chưa quyết định. Khi thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, bệnh nhân được tư vấn điều trị với giải pháp công nghệ cao đốt sóng cao tần RFA. Đây là giải pháp kỹ thuật cao, hiện đại nhất trong các phương pháp điều trị u lành tuyến giáp hiện nay, áp dụng phổ biến ở nhiều nền y học hàng đầu trên thế giới như là Nhật, Hàn, Mỹ. Bệnh viện Thu Cúc cũng nhanh chóng triển khai kỹ thuật này với mong muốn giúp người bệnh loại bỏ u tuyến giáp một cách nhẹ nhàng nhất, không cần phải mổ, không đau đớn hay là tổn thương. Hôm nay chúng ta sẽ được đồng hành cùng với bác sĩ Ngọc, chuyên gia chẩn đoán hình ảnh và can thiệp giàu kinh nghiệm, từng phụ trách toàn bộ chẩn đoán can thiệp tại Trung tâm Tiêu hóa và Kỹ thuật cao Hà Nội, Bệnh viện Sanh Pôn. Bác sĩ và các điều dưỡng viên đang tiến hành chuẩn bị thiết bị để bắt đầu đốt sóng cao tần, tiêu diệt khối u bằng nhiệt cho bệnh nhân. Bệnh nhân khi đốt sóng cao tần sẽ được gây tê tại chỗ, vẫn tỉnh táo nhưng không hề đau đớn. Theo đó, phương pháp đốt sóng cao tần sẽ sử dụng nhiệt để tiêu diệt khối u bằng cách bác sĩ sẽ tiến hành chọc kim đốt sóng cao tần vào khối u qua da dưới sự hướng dẫn của siêu âm. Dòng điện từ máy sẽ được truyền qua một điện cực dạng kim, sóng radio được truyền vào đầu kim và sinh nhiệt. Nhiệt sẽ dẫn tới sự ma sát của các ion có trong mô, làm khô các mô này, dẫn tới mất nước trong tế bào và hoại tử đông khối u. Khối u sau đó sẽ hoại tử, giảm dần kích thước và chỉ còn lại mô sẹo. Như vậy là chúng ta có thể quan sát được hình ảnh khối u tuyến giáp trên máy siêu âm rồi. Được biết khối u này có kích thước hơn 3 cm, chèn ép khiến bệnh nhân khó chịu, gây mất thẩm mỹ. Bác sĩ đã bắt đầu chọc kim đốt sóng cao tần qua da rồi các bạn ạ. Bác sĩ đang rất là chăm chú quan sát màn hình siêu âm để đầu kim tiếp cận chính xác với vị trí của khối u. Khối u được hiển thị rất là rõ nét trên màn hình đúng không các bạn? Nó có kích thước khá là lớn đấy ạ. Bệnh nhân được nằm với tư thế thoải mái, gây tê tại chỗ nên sẽ không có cảm giác đau đớn ở vùng bị kim chọc vào, nhưng vẫn tỉnh táo và có ý thức để nghe được những lời hỏi han và chỉ dẫn của bác sĩ Ngọc. Sóng cao tần đã được truyền vào đầu kim để dùng nhiệt độ cao làm khô các mô, mất nước ở tế bào. Cuối cùng thì tế bào khối u sẽ bị hoại tử và tự biến mất đấy các bạn ạ. Cứ thả lỏng thoải mái đi nhá, tí nữa là xong thôi, đang rất tốt đấy. Để cố gắng để làm kỹ cho chị. Đâu là không? Đến 1, 2, 3, 4 xem nào, đến to rồi. Như các bạn thấy là bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo và nghe được rõ ràng lời dặn dò từ nhân viên đúng không ạ? Vì kích thước khối u khá là to nên sẽ mất một khoảng thời gian để nhiệt ở đầu kim tiếp xúc và tác động đến toàn bộ các tế bào khối u. Tuy nhiên, một cuộc điều trị u lành tuyến giáp sẽ diễn ra rất là nhanh chóng và có thể xuất viện về nhà ngay nên bệnh nhân không cần phải lo lắng gì cả đâu ạ. Bác sĩ vẫn đang rất tập trung vào màn hình siêu âm và điều khiển đầu kim chính xác tại vị trí khối u. Theo đó, đốt sóng cao tần ngoài ưu điểm không đau, không sẹo, có thể về nhà ngay thì còn một đặc điểm tuyệt vời nữa là chỉ tác động đến tế bào khối u mà không ảnh hưởng hay là tác động xấu đến các mô lành xung quanh, giúp bảo tồn tối đa chức năng tuyến giáp. Bệnh nhân hoàn toàn yên tâm là sẽ không có biến chứng gì sau đốt sóng cao tần. Với phương pháp mổ như trước đây thì thường sau mổ thì sẽ hay gặp các biến chứng nhiễm trùng chảy máu. Trong trường hợp nếu phải cắt thùy tuyến giáp như bệnh nhân trong livestream này được nơi khác tư vấn thì có khả năng phải sử dụng thuốc để bổ sung hoặc là thay thế hormone tuyến giáp suốt đời. Ngược lại thì việc đốt sóng cao tần chỉ dùng một mũi kim rất nhỏ, xâm lấn tối thiểu, quan trọng nhất là tuyến giáp vẫn được bảo tồn sau đốt. Các bạn có thể quan sát thấy là nhịp tim và chỉ số oxy trong máu của bệnh nhân đều rất là ổn định.
Bệnh viện Thu Cúc luôn có đầy đủ những thiết bị y tế cần thiết để đảm bảo những ca thủ thuật hoặc cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra an toàn nhất. Riêng với máy đốt sóng cao tần thì bệnh viện cũng sử dụng hệ thống máy thông minh bậc nhất, tự động đọc nhiệt độ, tự động dừng khi nhiệt độ tăng cao, chỉ tác động đến mô bệnh, an toàn với mô lành. Ca đốt sóng cao tần ngày hôm nay đang diễn ra rất là tốt đẹp. Dự kiến là chỉ khoảng vài phút nữa thôi thì sẽ kết thúc và bệnh nhân sẽ được về nhà nghỉ ngơi ạ. Thông thường thì một tháng sau đốt, khối u sẽ giảm từ 30 cho đến 50% kích thước. Sau 6 đến 12 tháng sẽ giảm từ 50 đến 90% thể tích ban đầu. Vùng da cổ sau đốt thì gần như trở lại bình thường, bệnh nhân không cần phải quá lo lắng về tính thẩm mỹ sau đốt đâu ạ. Như vậy là bác sĩ đã tiến hành những thao tác cuối cùng trong quá trình đốt sóng cao tần rồi. Các mô trong khối u đã bị khô hoàn toàn, tế bào đã bị mất nước dưới tác dụng của nhiệt, khối u sẽ dần bị hoại tử theo thời gian. Bác sĩ và điều dưỡng đang tiến hành lau chùi nhẹ nhàng vùng cổ cho bệnh nhân sau đốt sóng cao tần. Bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh, vùng cổ sau đốt thì lành lặn, không sẹo, rất là thẩm mỹ và có thể về nhà ngay ạ. Bây giờ thì xin mời các bạn sẽ cùng lắng nghe một số chia sẻ của bác sĩ Ngọc sau ca đốt sóng cao tần ngày hôm nay nhé. Xin chào bác sĩ ạ. Bác sĩ có thể chia sẻ một chút về tình trạng của bệnh nhân bị u lành tuyến giáp ngày hôm nay không ạ? Bệnh nhân nữ 55 tuổi, có một nhân lớn khoảng 3,3cm ở thùy trái tuyến giáp. Bệnh nhân đấy đã đi khám ở nhiều nơi rồi, được tư vấn là mổ cắt toàn bộ thùy trái tuyến giáp. Thì bệnh nhân có qua đây được chúng tôi tư vấn là sẽ điều trị đốt sóng cao tần bệnh nhân đấy và bảo tồn lại toàn bộ nhu mô tuyến giáp thùy trái. Thế thì cái phương pháp này nó có ưu điểm là nó là một cái can thiệp tối thiểu, đốt toàn bộ khối u nhưng vẫn bảo tồn được nhân lành tính tuyến giáp, thì bệnh nhân sẽ không phải dùng thuốc hormone tuyến giáp. Thứ hai là nó giảm được những cái tai biến về phẫu thuật, nguy cơ liệt dây thanh âm thấp và thời gian điều trị nhanh. Bệnh nhân điều trị xong khoảng 1 tiếng bệnh nhân đã có thể về rồi và không đau, không phải gây mê. Thưa bác sĩ, là những trường hợp nào thì có thể sử dụng phương pháp đốt sóng cao tần ạ? Tất cả những khối u tuyến giáp lành tính mà có kích thước lớn hơn 1cm thì đều có chỉ định đốt sóng cao tần được. Ngoài ra, phương pháp đốt sóng cao tần có thể điều trị những cái hạch di căn sau phẫu thuật hoặc là những cái khối u tái phát, ung thư tái phát sau phẫu thuật, hoặc những bệnh nhân ung thư nhưng không có chỉ định phẫu thuật thì có thể đốt để làm giảm chảy nếp. Dạ vâng ạ, ở nhân đây thì bác sĩ có thể đưa ra một vài lời khuyên dành cho bệnh nhân bị u lành tuyến giáp không ạ? Đối với bệnh nhân có u tuyến giáp thì chúng ta nên đến các cơ sở y tế khám bằng phương pháp siêu âm, sau đó sẽ đánh giá về hình thái để đưa ra những quyết định chọc tế bào để phát hiện sớm những ung thư sớm. Tại vì hình thái ung thư tuyến giáp là một ung thư tương đối là lành tính, nếu phát hiện sớm thì bệnh nhân có thể sống bình thường như người bình thường. Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Livestream của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Nếu có thắc mắc cần tư vấn hoặc đặt lịch thăm khám các khối u lành tuyến giáp, u gan, u vú, vui lòng inbox cho chúng tôi hoặc liên hệ tổng đài 1900 55 8892. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.